Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TPS và mình là Tony Phùng đây. Đây là chiếc tai nghe mà các bạn yêu cầu mình làm thời gian gần đây là rất nhiều. AirPods Pro 2022. Mình cứ tạm gọi là AirPods Pro 2 đi các bạn. Bởi vì nói cho đúng ra thì con này nó cũng không khác biệt gì so sánh với cả AirPods Pro đời cũ cả. Nhưng cái đáng giá của nó năm nay đó là sự nâng cấp về cái trải nghiệm liên quan đến Find My. Cái đấy thì thật sự mình không quá quan tâm. Nhưng cái khiến mình bất ngờ nó lại đến từ cái chất lượng âm thanh trên chiếc tai nghe này. Và dùng một cái từ thật lòng để mà nói, nếu như giá nó ở tầm 7 củ thì mình sẽ không khuyến khích các bạn mua chiếc tai nghe này đâu. Nhưng nó chỉ có mức giá là 5.790.000 trong dịp Black Friday tại One Way Mobile vào cuối tuần này mà thôi. Đúng rồi đấy các bạn, giá niêm yết là 6.990.000 và trong dịp Black Friday các bạn chỉ phải bỏ ra là 5.790.000 cho cái hàng của con này là hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam luôn. Thế thì liệu AirPods Pro 2 có xứng đáng để mua với mức giá bây giờ chỉ chưa đến 6 triệu khi các bạn sang sale hay là không? Thì hãy cùng mình đánh giá kỹ hơn ngay sau intro nhé. Đầu tiên thì chúng ta cứ phải làm rõ với nhau là đây, hộp sạc các thứ của nó đây không khác gì so sánh với cả con AirPods Pro trước đây. Thì điều này nghĩa là các bạn có thể sử dụng chung cái case với cả con AirPods Pro đời cũ. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái điểm nhỏ nhỏ. Ví dụ như là nó có cái lỗ loa này. Đấy, nó có cái móc ở bên cạnh này để các bạn có thể luồn vào đây một vài những cái dây đeo đeo các thứ, gắn ghế các thứ cho nó ok. Thì những cái đó thì bây giờ thì hầu như các bạn sử dụng những cái cây cho cái AirPods này thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng được hết rồi. Có chăng cái loa ở đây này thì nó sẽ tích hợp để mà chúng ta có thể mở cái tính năng Find My và nó kêu tít 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 một tí. Đây ví dụ như này này. Ví dụ này. Đấy, hết rồi đấy. Đấy, chỉ nghe được cái tiếng nó tít 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 như thế thôi. Để các bạn biết được là cái tai nghe này nó đang ở đâu. Và để sử dụng cái tính năng này thì các bạn cũng biết là gần như tất cả những cái sản phẩm gọi là AIoT mới của Apple thì đều được trang bị cái tính năng kiểu như thế này, giống như cái AirTag ấy. Thế nên là chúng ta có thể tìm kiếm nó một cách dễ dàng hơn. Và nếu chẳng may các bạn ném nó ở đâu đó thì mở tít 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 lên như này thì các bạn tìm kiếm nó thì cũng ok hơn. Đó, thì nó chỉ khác biệt như vậy mà thôi. Còn lại thì tất cả mọi thứ ở phía bên trong thiết kế như thế nào, vật liệu ở bên ngoài nó bóng dễ xước như thế nào, đèn LED báo trạng thái các thứ như thế nào, nó giống hệt hoàn toàn và không khác biệt gì cả. Cũng có nam châm MagSafe, cũng có nút reset đằng sau, rồi là cũng có sạc không dây khi mà các bạn đặt lên đế như bình thường. Nói chung là AirPods Pro 2, nếu như các bạn mua vì chúng ta tìm kiếm một cái thứ gì đấy nó mới mẻ hơn so sánh với AirPods Pro thì rất tiếc, đấy là chúng ta không có bất cứ một thứ gì nó mới về cái mặt trải nghiệm cả. Ok, nhưng nhìn một cách kỹ hơn vào phía bên trong thì AirPods Pro 2 có một vài những điểm cộng như sau. Điểm cộng đầu tiên đấy là khi các bạn đeo lên như thế này này thì chúng ta có thể sử dụng được cái tính năng đấy là tăng giảm âm lượng. Đấy, đây nha các bạn nha. Đang kết nối đến cái máy nào? Đây, đang kết nối đến cái 14 Pro Max của mình. Đây, các bạn vuốt vuốt lên này. Đó, thấy không? Đấy. Thì cái tính năng này nó khá là nhỏ thôi. Nhưng mà rõ ràng là khi mà các bạn có thể tăng giảm âm lượng được trên cái mẫu tai nghe này thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau một cách ok hơn. Ví dụ như thay vì cái việc chúng ta phải cầm cả cái điện thoại ra điều khiển trên Apple Watch để mà tăng giảm âm lượng thì bây giờ chúng ta chỉ cần vuốt trên cái tai nghe, thao tác nó sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều. Thì nó là một cái điểm cộng nho nhỏ, nhưng đúng là cái đấy nó thực sự rất là nhỏ thôi. Cái mà mình cảm thấy thực sự bất ngờ đó là cái chất lượng âm thanh của con AirPods Pro 2 này được cải thiện thật sự là nó quá nhiều luôn. Bây giờ thì mình đang để chế độ gọi là xuyên âm và thật sự là mình cảm thấy rất là dễ chịu khi mà mình đeo cái tai nghe này và mở cái chế độ xuyên âm này lên. Đúng cái cảm giác như kiểu gần như là mình đang không đeo cái tai nghe này luôn đấy các bạn. Thật sự thì cái form khuôn tai của mình nó là cái form khá là phổ biến, thế nên là mình cảm nhận thấy là mình đeo cái mẫu tai nghe nào cũng được, ngoại trừ một vài những mẫu mà nó quá to đến mức độ mà cái phần hốc tai của mình không thể nào chịu được thì mình bó tay thôi. Chứ còn lại những cái mẫu tai nghe như này thì mình đeo đều ok hết. Và thực sự là nó fit vào cái phần tai của mình cũng khá là ok. Nên là những cái yếu tố như thế, cá nhân mình đánh giá thì con tai nghe này nó phục vụ cái trải nghiệm đeo của mình là rất là ok. Cũng như là cái sự thoải mái của nó khi bật chế độ xuyên âm lên thì thật sự là rất là tuyệt vời. Và đương nhiên khi bật chế độ khử ồn lên thì mình phải công nhận một điều, đấy là cái khả năng chống ồn chủ động của con AirPods Pro 2 này nó tốt hơn so sánh với AirPods Pro đời đầu. Nó tốt hơn ở cái điều gì? Ví dụ như khi mà chúng ta đang trong một cái môi trường ồn ào như thế này, thật sự bây giờ đang khá ồn ào, bên ngoài thì đang mở
bóng đá, đang đá trận Messi, mình quay cái này lúc đang đá trận Messi, trời thì đang mưa, có những tiếng tạch 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 các thứ, rồi cũng có mấy đứa trẻ con nó chơi xung quanh ở đây. Thì khi mà mình bật chế độ chống ồn chủ động của cái tai nghe này lên thì tất cả những cái tiếng ở cái tần số thấp nó bị khử đi một cách hoàn toàn, và mình có một không gian, người ta dùng cái từ đấy là im bặt, đúng rồi đấy. Ngay cả cái lúc này khi mình đang đeo cái tai nghe mình nói thì cái giọng của mình nó cũng bị làm nhỏ đi rất là nhiều. Thật sự mà nói thì nó không khử hoàn toàn những cái tiếng người nói các bạn nhé. Ví dụ như tiếng trẻ con nó hét lên, tiếng trẻ con khóc các thứ thì cái tai nghe này vẫn bị lọt âm thanh vào. Tại vì cái đấy là cái mức tần số rất là cao, giọng bọn trẻ con mà. Nhưng mà ở những cái tầm trung trung, tiếng người nói bình thường, ví dụ như bây giờ mày nói thử gì đi. Đó. Thì các bạn chắc là sẽ nghe được tiếng của Lâm nó nói từ kia vọng ra. Mình đeo cái tai nghe này này, mình vẫn còn nghe được một tiếng nhỏ. Nhưng mình không thể nào nghe rõ được là nó đang nói cái gì. Đó, cái mic này chắc chắn là nó sẽ thu được rõ là Lâm đang nói cái gì, nhưng mà mình thì không. Tại vì cái tai nghe này đã khử đi hoàn toàn những cái âm ở tần số thấp, và nó khiến cho mình có một không gian nó yên tĩnh hơn và mình tập trung hơn với những bài hát. Đây là mình đang không mở nhạc nhé các bạn nhé. Chỉ cần mình mở nhạc lên thôi, câu chuyện sẽ khác hoàn toàn. Mình sẽ gần như không bận tâm một chút xíu nào đến những cái âm thanh ở xung quanh nữa. Và rõ ràng chống ồn chủ động, năm nay Apple theo như mình tìm hiểu ạ, đấy là họ nâng cao khả năng chống ồn chủ động và sử dụng, áp dụng cái AI vào ạ, để phân tích theo từng tình huống cũng như là phân tích theo từng môi trường để đưa ra cái trải nghiệm về chống ồn chủ động là tốt nhất. Thế nên là ok, mình đồng ý là nó tốt hơn so với thế cũ trước đây. Đấy, nhưng không biết là liệu sau một khoảng thời gian nó có bị lỗi cái vụ giống như con AirPods Pro ạ, đấy là nó sẽ bị rè khi mà chúng ta bật chế độ chống ồn chủ động này lên hay là không. Cái đấy thì phải đợi một thời gian dài thì chúng ta mới biết. Còn bây giờ thì anh em cứ yên tâm, tại vì nếu có lỗi còn bảo anh mà sợ cái gì. Ok rồi, thế thì bây giờ quay sang một cái thứ khác. Sau đây anh em mình phải bật chế độ xuyên âm lên một cái để mình còn nghe rõ được cái giọng của mình như thế nào, chứ không thì nghe khó chịu quá. Rồi thì bây giờ quay vào đến cái yếu tố là chất âm đi. Thì chất âm của con AirPods Pro 2 này nó cải thiện cực kỳ nhiều ở cái giải âm mid và giải âm bass. Trước đây nếu như các bạn nghe con AirPods Pro á, thì hẳn các bạn sẽ cảm nhận thấy là cái lượng mid của nó sẽ bị tối đi lại một chút xíu. Nó không được thoáng, nghe nó không được trong trẻo và nghe nó không được kiểu thư giãn giống như các bạn nghe con AirPods 2. Để nói cho đúng ra thì âm thanh nó sẽ bị kéo theo cái hướng tối xuống một chút xíu á. Và cái lượng âm bass của con AirPods Pro á, thì nó gọi là nó hơn hẳn so sánh với AirPods 2, nhưng nó thua rất xa so sánh với một vài những sản phẩm đến từ Sony, Bose, Sennheiser các thứ gì đó. Thì năm nay với con AirPods Pro 2 này, cái lượng âm bass của nó đã nhiều hơn. Tuy nhiên nó lại không bị quá tối giống như phần lớn những mẫu tai nghe hiện tại đang tune âm theo kiểu đấy, là cứ làm cho âm bass thật là nhiều và thật là dầu lượng xuống các thứ, sau nó kéo cái nền âm tối xuống nghe cho nó hấp dẫn. Nhưng mà con này thì nó khác, âm bass nó nhiều hơn nhưng mà đánh nó gọn gàng hơn, nó chắc chắn hơn. Nghe một vài những bài như là bên trên tầng lầu, những cái tiếng trống đánh xuống nghe rất là gọn gàng, không bị lùng bùng một chút xíu nào cả. Và quan trọng hơn cả là giọng hát của ca sĩ, tức là cái giải mid ấy, vẫn được thể hiện một cách khá là tròn, trong trẻo. Đương nhiên là xét về chất âm nhé, thì 5,5 triệu của cái con này so sánh với một vài những con của Sony thì mình vẫn đánh giá cao cái chất lượng âm thanh của mấy con Sony hơn. Âm trường nó rộng hơn, nghe mid nó ngọt hơn, âm bass nó xuống được sâu hơn và nhiều lượng hơn. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái bước cải tiến, phải nói là cực kỳ nhiều so sánh với AirPods trước đây. Và cảm nhận của mình đã là chất âm của con này nó không còn phải là theo kiểu dạng là nghe cho có giống như AirPods Pro trước đây nữa, mà nghe nó đã hay hơn rất là nhiều. Và nghe thực sự nó mang lại cảm xúc nhiều hơn khi mình nghe những bài nhạc, đặc biệt là những bài nhạc thể hiện giọng hát của ca sĩ rất là nhiều, kể cả là những giọng hát của ca sĩ nữ. Nó đã trong trẻo hơn, nó đã dễ nghe hơn, và nó cũng đã cho một cái trải nghiệm nó thoải mái hơn rất là nhiều. Nhưng mà đương nhiên điểm yếu của nó vẫn sẽ là cái giải chép, thể hiện chi tiết của nó thì không thực sự được quá ấn tượng. Tại vì nói sao thì nói, rất nhiều tính năng thông minh vào đây rồi, nên là mình nghĩ một phần là Apple cũng đã cố tình làm cho cái kiểu âm như thế này, nó không thể hiện quá nhiều chi tiết để nó phù hợp với việc các bạn nghe nhạc số trên Apple Music, và cũng như là Apple có thể bán được những cái sản phẩm khác nữa, kiểu vậy các bạn ạ. À, có một cái lưu ý nữa các bạn nhé, khi mà chúng ta nghe trên cái con AirPods này đó, thì nhạc các bạn không mở được nhạc lossless nhé các bạn nhé. Đấy, cái này có lossless này. Đấy, thấy không? Nhưng mà nghe với AirPods này chúng ta không có nhạc lossless. Ok. Nghe bài Red của Taylor version như này, các bạn cũng sẽ thấy được cái âm bass của con AirPods này
hay như thế nào. Còn đương nhiên những cái tính năng liên quan đến hệ sinh thái của nhà Apple, ví dụ như là chuyển qua chuyển lại giữa những sản phẩm trong hệ sinh thái của Apple như nào, hay sự thông minh của nó như nào, khi mà ví dụ đang sử dụng ở cái này mà cái máy khác có kết nối gì đấy, các bạn chỉ cần bấm một nút cái là chúng ta chuyển qua luôn mọi thứ, thì mấy cái đấy chắc là mình không cần phải nói lại quá nhiều nữa. Nói chung AirPods Pro 2 để mà nói có xứng đáng để mua hay là không thì cá nhân mình khẳng định luôn, nếu như các bạn đang sử dụng một hệ sinh thái Apple thì đây là chiếc tai nghe thực sự là nó cực kỳ đáng mua luôn. Bởi vì cái sự thông minh của nó thì chúng ta không phải bàn. Mà cái quan trọng nhất là năm nay họ đã cải thiện rất nhiều về cái mặt chất âm. Thì rõ ràng nó là thứ quá tuyệt vời luôn. Chứ làm sao có thể kiếm được một mẫu tai nghe vừa thông minh, vừa nghe hay mà yêu cầu lại còn phải có một cái mức giá tốt như con này được nữa. Ok, à có chăng thời lượng pin thì nó hệt như là AirPods trước đây thôi. Bật chống ồn lên chắc cỡ khoảng 4 tiếng thôi. Mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Nghe lâu liên tục nhức đầu các bạn ạ. Rồi, tóm lại AirPods Pro 2 có ngon hay là không? Thì câu trả lời của mình đấy là có ngon. Và cái nâng cấp đáng giá nhất của nó là mặt chất âm. Thì mình thấy thực sự rất hài lòng khi trải nghiệm chiếc tai nghe này. Còn bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phím dưới nhé. Nhưng mà lưu ý, giá niêm yết của nó là 6.990.000 tại thị trường Việt Nam. Và trong dịp Black Friday sắp tới ở OneWay Mobile ấy, thì các bạn có thể mua được nó với mức giá là 5.790.000. Đường link sẽ ở phía bên dưới và các bạn nhớ click vào để tham khảo nhé. Ngoài ra trong dịp Black Friday lần này tại OneWay, chúng ta còn có vô số sản phẩm khác được giảm giá cực kỳ nhiều luôn. Tai nghe cực kỳ nhiều, kể cả những mẫu sản phẩm mới hot như là Sony VKH1000XM5 các kiểu, XM4 các thứ, rồi rất nhiều những mẫu tai nghe giá rẻ được giảm giá cực kỳ nhiều luôn. Thôi, đường link mình sẽ để phía bên dưới và các bạn nhớ click vào để tham khảo nhé. Video này mình sẽ ngừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.